Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mọi người nhìn thấy mình quay clip hơi kỳ đúng không? Đó. Nhưng mà bây giờ đang trong tình trạng dịch bệnh như thế này, đâm ra đeo khẩu trang là đúng rồi. Mọi người ra ngoài nhớ đeo khẩu trang thật cẩn thận nhé. Bây giờ đang căng thẳng lắm. Hôm nay cái clip này là một cái clip mà mình sẽ làm để khoe với mọi người một điều cực kỳ bất ngờ, và bất ngờ với cả mình nữa luôn. Con trai mật nhà mình biết hú nhá. Xin thưa là biết hú và như chó sói luôn. Nên là mình phải quay ngách lại clip để sau này mình còn phải làm rạng danh cái dòng họ nhà mình. Con ạ, mặt thì hơi đần đấy thôi nhưng mà cũng biết hú đấy. Hú rất là kinh khủng đấy. Nhìn mặt ghê quá con ơi. Nhìn mặt kinh quá. Em ơi, đứa nào chỉnh cho con chị cái lưỡi nó thụt vào cái. Nhìn cho nó đỡ mất hình tượng cái. Em ơi, chị hết tay rồi. Em vắt cho cái lưỡi nó thụt vào cái. Lưỡi kinh quá. Quá thật luôn ấy, cái lưỡi này thái vội cũng được hai đĩa ấy, thật luôn ấy. Nào, bây giờ mình vào phần chính luôn nhá. Bây giờ mình hú luôn để cho mọi người xem nhá. Đó, hôm nay mẹ nghe được con hú mẹ rất là tự hào luôn ấy. Ê, phải quay clip luôn đây này. Nhưng mà hú mà mặt nhìn này kinh quá. Eo ơi, ghét cái nhìn mặt ấy. Tao đến chết bây giờ, thương quá. Trên đời được người yêu chết nhở, yêu quá. Nào, hú, bắt đầu. Tình hình là ở trên mạng có một cái đoạn là có một cái đoạn mà chó sói nó hú. Thế là mở ra cậu cũng hóng hớt, cậu hú theo. Ngày xưa bố cậu biết hú mà bố cậu hoành tráng, ung dũng lắm. Nhưng mà cậu không biết hú nên đâm ra mình cứ tưởng là cậu đần. Hóa ra bây giờ mình lớn rồi đấy, mình cũng biết hú. Bây giờ mình vào vấn đề chính luôn nhá. Bây giờ bật lên nào, bật lạ. Ta biết là mình biết hú nhá. Từ nay về sau ra ngoài đường rạng rỡ dòng họ nhá, con nhá. Yêu quá, thương quá. Không phải nói điêu đâu nhưng mà thật sự là mẹ rất tự hào về con. Hú tiếp đi, nào, bật lên, hú, hú đi, mình hú như chó sói thế nào, mình hú nào, mình hú, bật lên em mày, cho con chị hú nào. Vào cho ngồi cái để quảng cáo cái nào. Quên mất quảng cáo cho mọi người là Mật mới chơi TikTok nhé. Bây giờ sẽ để ghim link TikTok của Mật để cho mọi người vào xem cho vui. Đây này, bình thường ở trên YouTube là hay quay clip dài.
Còn ở trên TikTok ấy thì quay clip ngắn, kiểu mấy cái khoảnh khắc mà kiểu vui vui yêu yêu ấy, là mang hết lên trên TikTok tổng hợp cho vào đấy đó, để cho mọi người lên mọi người ngắm. Còn ở trên YouTube là xem clip dài. Chính vì thế nên đâm ra hôm nay là sẽ gắn cái link TikTok của bật vào để cho mọi người ấn vào, xong mọi người theo dõi cho mặt nhá. Con kia đi đâu đấy, đi ra đây nhanh lên, đi chơi rồi. Rồi, đi quay cho mọi người xem mật và biết thú. Thư thư, nào, bật lên. Hú đi con, hú đi. Mặt ơi, mình nể nhau gái, mình dạy mình hú thôi. Mình hú một cái đi, khoe cho mọi người xem. Con trai tao đấy, con trai tao biết hú đấy. Con trai đấy. Dạy, 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 dạy. Dạy cho ăn xài nhanh nhanh. Đi, đứng dậy cho ăn xài. Đi, lười quá, đứng dậy đi. Mặt. Dậy. Chạy đi. Tắt, tắt, bật lên, bật lên thế nào, bật lên, bật lên. Coca rồi. Đó. Thế nào cũng đi xin nước ngọt uống. Thế mà không hiểu sao mình vẫn cứ thiếu máu là thế nào ấy nhỉ? Đi khám này bác sĩ lại bảo mình thiếu máu, nó mới nhục chứ. Chào ơi. Ngon không con? Ai dạy con hú? Hả? Sao tự dưng con lại biết hú? Ai dạy con hú hay là con nghe các bạn ở trên mạng hú rồi con hú theo? Hả con? Hử? Con trai. Mày, mày chỉ được cái to xác để cho tao vần vò là thích cho. Mày chỉ được cái to xác cho tao vần vò là thích cho. Con trai. Ừ, biết hú từ lúc nào? Ừ, giật hết cả mình ý. Nhìn mặt rồi, ngáo ngơ. Ngắm luôn ý, ngắm luôn ý. Để đi. Đi, đi chơi không? Chơi đi. Đi, đi, đấy chắc. Bảo đi chơi cái đi ngay chứ tiên sư nó. Đi. Bảo đi chơi đi ngay đấy. Có bao giờ sẽ từ chối đâu. Đi. Thỉnh thoảng không có việc gì làm lại ngồi ngắm mông nó. Đó, bao nhiêu cơm, bao nhiêu gạo mới được cái quả mông như thế này. Đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đó. Rồi giết sau một thời gian nhìn nó như lù lù như một cái đống ấy nằm ở đây vậy. Mặt ạ. Mặt đấy. Ghét thế này. Từ khi mà chuyển về cửa hàng mới thì cảm thấy mặt thoải mái hơn rất nhiều. Tại vì cửa hàng mới rộng quá, nên ra là nằm chạy bò rồi là trườn hay là bất cứ một cái hành động gì đều ở đây rất thoải mái. Đúng không mặt? Không còn phải bị cuồng chân như ngày xưa nữa. Con trai nhỉ? Con trai nhỉ? Cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi em nhé. Được không? Cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi em nhé. Sau này mua nhà to cho em ở nhé. Được không? Được không?
Lười lắm, dạo này lười lắm, dạo này cháu lười lắm. Cháu toàn nằm ở đây, mẹ mặt thế này mà bảo đón khách thì thôi, khách chạy mất dép con ạ. Toàn răng thế này thì đón khách cái gì nữa, trời ơi. Dậy đi, dậy đi chơi đi. Dậy đi chơi đi, mình hú mình mệt rồi à. Thế hôm sau hú tiếp nhá, hôm sau hú tiếp cho mẹ nghe nhá. Được không, hợp lý không? Nhá. Hôm sau phải hú tiếp cho người ta nghe chứ. Hú hay mà.